Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trong bộ ảnh cưới thơ mộng đậm chất dance pop của cặp đôi Khánh Thi Phan Hiển, ảnh cưới của cặp đôi gây ấn tượng cho người xem với những khung hình lãng mạn, đậm chất thơ và đẹp như một bộ phim điện ảnh. Khánh Thi, Phan Hiển là một trong những cặp đôi đẹp của làng thể thao dance pop. Sau hơn một thập kỷ gắn bó bên nhau và có hai nhóc tỳ cùng một gia đình viên mãn, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ. Hiện tại Khánh Thi và Phan Hiển đang gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2022 này. Trước ngày trọng đại, cặp đôi cũng chia sẻ bộ ảnh cưới đặc biệt được thực hiện tại Pháp. Vốn là những kiện tướng Stenbock, cặp đôi đã chọn thực hiện bộ ảnh cưới theo đúng chất riêng của mình. Bộ ảnh tái hiện chặng đường yêu 13 năm của cặp đôi. Gặp nhau trên phố, làm quen, hai con tim hòa chung nhịp đập, khiêu phụ kết nối tâm hồn và dùng bữa tối lãng mạn với những tâm tình tỉ tê. Tình yêu mà cả hai dành cho nhau ngập tràn trong mỗi bức ảnh. Ảnh cưới của cặp đôi gây ấn tượng cho người xem với những khung hình lãng mạn, đậm chất thơ và đẹp như một bộ phim điện ảnh. Khánh Thi chia sẻ lý do cô cùng chồng lựa chọn Pháp là nơi chụp ảnh cưới, bởi đây là nơi Khánh Thi từng học và đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp dance pop. Cô muốn đưa chồng về nơi từng lưu giữ thời thanh xuân của mình. Cặp đôi cũng cho biết họ dành nhiều tâm huyết cho những khoảnh khắc này. Cặp đôi kiện tướng dance pop Phan Hiển Khánh Thi hiện tại đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra vào tháng 12 năm 2022. Sau hơn 10 năm bên nhau, cặp đôi đã có hai con, bé trai 7 tuổi và bé gái 4 tuổi. Phan Hiển cho biết muốn Khánh Thi mặc váy cô dâu bước vào lễ đường. Suốt nhiều năm đồng hành cùng nhau trong cuộc sống và công việc, dù có xích mích, xung đột, nhưng cặp đôi nhận ra họ không thể sống thiếu nhau. Tôi nghĩ đó là lúc chạm lại, tìm một người phù hợp với mình nhất, luôn muốn người ta ở bên. Không nghĩ chúng tôi có được cảm xúc như vậy sau thời gian dài bên nhau, Phan Hiển bày tỏ. Khánh Thi hơn Phan Hiển 12 tuổi, cô cũng chính là người thầy dìu dắt anh đến với thành công trong sự nghiệp. Mối tình thầy trò cùng khoảng cách tuổi tác lớn từng là rào cản khiến cặp đôi phải đối diện với khó khăn, áp lực từ dư luận. Sau nhiều năm phải đối diện với sóng gió trong chuyện tình cảm, giờ đây cặp đôi đã tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Vợ chồng Khánh Thi dự kiến có 500 khách mời trong hôn lễ. Khách dự lễ cưới sẽ diện trang phục có màu trắng, hồng. Hiện tại, cả hai gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho lễ cưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.